Chào mọi người, thì hôm nay thì tôi xin chia sẻ với mọi người về những sự chuẩn bị khi mà cách ly không được dịch. Thì tôi là người ở Đắk Lắk, thì tôi chuẩn bị những thứ như sau. Tiên là tôi đi mua một số thứ như là mic này. Mic này là 3,5 kg, ký 3.000, rồi họ lấy tôi 10.000, rồi máy lấy sầu riêng, rồi bơ bơ vô vườn rồi ít hành tây, rồi một ít dinh dây trong trong rẫy của tôi. Tôi chuẩn bị 10 kg gạo, mấy gói để bọc bánh xèo, bọc chiên giò, để thời gian rảnh rỗi thì có thể là đốt bánh xèo các bạn. Rồi ví dụ như là cá hộp, để thêm một hộp cá hộp. Rồi tôi vào lại cũng lấy một ít nha của nghệ để khảo cá nha các bạn, bên trong ít của nghệ để khảo cá đây. Thì cái này cũng chưa còn mới 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 vừa vừa, vừa ngắt xuống nên khi nào chín chín đều thì tôi sẽ bỏ vào tủ lạnh nha các bạn, còn bây giờ là tạm thời để ngon này được. Và chuẩn bị không thể thiếu là bông hột, đường, tiêu, mắm muối, cù nát, và đây là hành tỏi, mì to các bạn. Rồi bên trong tủ lạnh thì trong tủ lạnh của tôi thì đây, tủ lạnh rồi thì có là tôm các bạn, tôm, ruốc quê, rồi thịt heo, rồi cá, cá giọt đó. Vì ăn mát thì có một số đồ như là đây, như đây là trứng gà ta nha các bạn. Mình dự định là sẽ cách ly khoảng 14 ngày. Thì chuẩn bị một số như là đậu khuôn sẵn, ngâm nước thì để được lâu thì mình sẽ bỏ một ít muối các bạn. Đây có như là dưa mướp, bí đao, rồi đây là chanh, rồi cà chua, chua bi. Dưới là có một ít bơ chín trong tủ nha các bạn. Rồi bên cạnh đó thì tôi cũng có đây, đây là cái thiện ăn cá của tôi, cá tôm của tôi, nhưng bây giờ dịch là để đảm bảo an toàn thì tôi sẽ ở nhà. Và tôi cũng đánh bắt được khoảng hơn hơn 2 ký cá sống nha các bạn. Đây, hơn 2 ký cá. Để chuẩn bị chống dịch, có thể nấu canh chua kho, kho nghệ, hoặc là nướng chiên gì đó. Đây, đậy lại cho an toàn. Đây, nhà đang ngồi. Đó, thì những thứ mà tôi chuẩn bị còn tí trong ta. Gạo thì tôi định sẽ cách ly và không ra ngoài luôn, ăn ở tại chỗ trong vòng khoảng 14 ngày, 2 người nhớ các bạn, 2 người. Rồi thì có 10 kg gạo, 10 kg gạo 2 người chắc là cũng đủ với các bạn 14 ngày. Thì bọc chiên giòn rồi bọc bánh xèo, thì ở trong nhà thì rảnh thì tôi sẽ thỉnh thoảng sẽ đốt bánh xèo, xèo với tôm với thịt để có sẵn, rồi hành tây nữa các bạn, bỏ cho tạm tạm những cái thứ cơ bản cần thiết thôi. Rồi ví dụ như đây là con sữa cọc, sữa vẫn như đó, trời lạnh, sầu riêng. Riêng thì chiều nay sẽ ăn trái nào mà chín, còn lại mình sẽ bỏ tủ lạnh, cái nào bỏ ngoài được thì bỏ, còn chín rồi thì sẽ cắt vào trong tủ lạnh để ăn dần nha các bạn. Chắc là cái như vậy thôi. Mắm muối bột ngọt, xì dầu, tương ớt, cũng sẽ đủ nha các bạn. Rồi như vậy thôi, thì sẽ bên cạnh đó mình sẽ lên thực đơn để rồi cho ăn cho đủ nha các bạn. Thịt rồi tôm, cá, cá với góc dưới, rồi cá sống. Thì chịu khó ăn uống xoay sở trong vòng số thức ăn
Như vậy thôi các bạn, thì chúc các bạn sẽ có một đủ sức khỏe để vượt qua chống chọi với Covid-19, rồi đảm bảo lương thực đủ được ăn uống rồi sinh hoạt và sớm trở lại cuộc sống bình thường nha các bạn. Rồi chắc là tôi xin dừng video ở đây, thì tôi sẽ ra những video sau, có thể là lên thực đơn hàng ngày, anh dự món này và hôm nay ăn cái gì thì sẽ chuyển vào thực đơn, ăn những thứ khác ạ, sang kệ chẳng để ngắt, và đa dạng trong những loại thực phẩm có sẵn ở đây nha các bạn. Bơ thì cũng có thể là bơ đánh với đường ăn, rồi đổi món là bơ dầm mắm ăn với cơm cũng được. Bên cạnh đó còn có tinh dây và đường và chanh và đường, rồi hành tây thì sẽ khi lúc bánh xèo sẽ sắc bỏ vào đó một ít nha, thay cho giá, vì khi đi ở nhà thì chuẩn chuẩn bị giá sẽ ăn ngày một ngày hai thôi, để lâu sẽ không được nha các bạn. Rồi bên cạnh đó có bột đốt bánh xèo khô cho tiện, còn ở đây mà đi xay ngâm gạo đi xay thì rất là khó. Rồi bột chiên giòn thì cũng hôm đó tao có thể là lấy tôm tủ ra để chiên giòn, làm một cái video nào đó hướng dẫn bí quá thì tôi sẽ cắt cái lát ruột bên trong sầu riêng ra để chiên giòn các bạn. Như là có một video nào đó mà hướng dẫn là ăn sầu riêng không có bỏ sót một tí nào, là hạt thì sẽ luộc, hạt thì sẽ luộc rồi cái cơ của nó thì mình sẽ ăn, rồi còn cái phần phần lớp lớp vỏ bên trong thì sẽ cắt mỏng ra và tẩm bột chiên giòn ăn nha các bạn. Rồi cái vỏ thì mình sẽ để sau sau đây cho nó khô thơm rồi nấu nước uống nha các bạn. À, gạo 10 kg, có thể là thỉnh thoảng là ăn con cơm không hết, có thể là chiên chiên trứng nha, rồi chiên với tôm thịt, có một số trứng gà ta, nắp canh nha. Rồi trong đó cũng có là một ít nha bông điên điển nha các bạn, trong hồi tôi ở hai chuẩn bị điên điển thì có thể nấu canh chua hoặc là xào bò, xào tỏi ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Tí nữa tôi sẽ đi chuẩn bị mua thêm một ít mì tôm, rồi mua sát khuẩn, rồi hái ít khế chua để chuẩn bị nấu canh, cứ 10 trái là được rồi nha các bạn. Thì tôi xin kết thúc video của mình ở đây, thì mong các bạn hãy chờ đón những cái video tiếp theo của tôi về quá trình cách ly chống dịch. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.